2022, cây chanh 3 tuổi sẽ được thay đất vào chậu mới. Cây chanh là cây rất là dễ trồng, đặc biệt cây chanh nhà mình là cây chanh trời cho, lâu lâu có một cây, lâu có một cây, được hai cây rồi, sắp sửa mà có một cây đây nữa nè mà chưa có bứng để trồng đó, tự một chứ hạt đó là do mấy chú chim sẻ đưa xuống thôi, nảy mầm lên cây bứng ra mình trồng đó. Kinh nghiệm nha, lần này cái người thay chậu cho cây chanh là Mr. chồng chứ không phải là mình nha. 2 năm trước là mình thay không đó. Kỷ niệm đó, em mai không thay qua chanh nha, qua bên chanh chứ lộn. Rồi mấy trái chanh rồi. Ồ, cái này nó bị rễ. Mấy trái chanh nó tiêu rồi. À, đây là một trái nè. Nó đụng lỗ hai lỗ nó sót nước dữ lắm. Hai cái nè. Chị này mà thay chậu lúc mới là chanh nó sẽ mai lớn nữa mà. Chị này là anh chủ ra tay thay nha. Mấy 2 lần trước là bà chủ thay không á nha. Mà lớn quá rồi. Hai trái chanh này nè. Đâu có tươi hết trời. Cây chanh trời cho đó rồi, quý lắm á. Cái bọc gì không? Ba trái chanh nè. Còn trái này chắc hái luôn rồi. Hái cái chanh này luôn rồi. Mềm mềm hái luôn. Hôm nay là thu hoạch cái chanh kỷ niệm nha. Cái chanh cuối tháng 2 nha. Vô làm cho nước uống liền coi. Cái này nó lủng lỗ đây. Ừ. Rồi, chờ trái chồng đi anh. Đó, cái chanh này. Cái chanh này để chanh nữa nữa nè. Kỷ niệm với lại cây chanh. Cây chanh được thay chậu mới, thay đất mới. Hôm nay là bà chủ nhỏ và em Muôn thay chậu trồng cây hoa mới. Sáng mai sẽ có deep trên YouTube. Chiều tối nay thì ông chủ nhỏ thay đất cho cây chanh. Cây chanh cao lắm mà, cao này được 2 mét mấy này. Kỷ niệm. Còn đây cái này 2-3 trái nè. Đang bị bệnh rồi, nó bị bệnh đốm trắng quá trời rồi nè. Cây chanh này. Đây. Nước sực mấy cái đốm trắng đó mới được. Đây, một ngày cuối tháng 2 sự kiện trồng cây, cái con người nó dễ.